chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Các bạn thân mến, iOS 13 sẽ chứng kiến nhiều sự thay đổi về giao diện như là chế độ dark mode toàn hệ thống, ứng dụng mail được cải tiến và tiếp tục bổ sung những tính năng dành trên iPad để biến chiếc máy tính bảng có thể trở thành công cụ thay thế cho PC. Hiện nay thì vẫn chưa có gì là chắc chắn 100% cả, thế nhưng chúng ta vẫn cùng nhau chờ đợi đến khi mà hệ điều hành này được phát hành chính thức nhé. Và cụ thể thì những tính năng sẽ có trên iOS 13 là gì thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên đó là chế độ dark mode, tức là chế độ ban đêm. Chế độ nền tối đã trở thành tính năng được nhắc tới rất là nhiều trong iOS 13. Khi mà màn hình OLED trở nên phổ biến thì các nhà phát triển đã sẵn sàng tích hợp tính năng làm tối màu nền để người dùng đỡ hai mắt khi sử dụng thiết bị vào ban đêm. Tin đồn về tính năng nền tối dark mode này đã dấy lên từ năm ngoái khi người ta cho rằng nó sẽ được tích hợp vào iOS 12. Nhưng gần đây thì một nguồn tin đáng tin cậy đã xác nhận rằng tính năng này sẽ có mặt trong phiên bản iOS 13 thử nghiệm beta phát hành vào tháng 6. Năm ngoái khi tung ra hệ điều hành MoChef dành cho laptop và PC Mac thì Apple đã lần đầu tiên đưa vào tính năng trên rồi, cho nên là chắc chắn là iOS 13 sẽ có tính năng này. Thứ hai đó là cải thiện đa nhiệm trên iPad. Trên iOS 13 thì Apple cũng sẽ cải thiện trải nghiệm đa nhiệm trên iPad, cho phép các bạn có thể chạy được nhiều cửa sổ ứng dụng cùng lúc. Mỗi một cửa sổ thì có thể được dính chặt vào một phần của màn hình hoặc là nó có thể di chuyển xung quanh một cách rất là linh hoạt. Và Apple cũng sẽ giới thiệu một cử chỉ hoặc là một thao tác mới nào đó dành cho iPad trên iOS 13. Cụ thể thì với thao tác vuốt ba ngón tay trên bàn phím thì người dùng có thể vuốt sang trái, sang phải để hoàn thiện hoặc là quay lại thao tác trước đó. Và để người dùng có thể làm quen với thao tác cử chỉ mới, Apple sẽ hiển thị một hướng dẫn trong lần đầu tiên khi mà họ mở bàn phím ra. Và Apple cũng sẽ cung cấp cho các nhà phát triển một API để họ có thể thực hiện cử chỉ này. Thứ ba đó là Siri sẽ thông minh hơn và ứng dụng mail sẽ được cải tiến. Apple đã có một cách tiếp cận thú vị về cải thiện Siri trong iOS 12. Công ty cho phép các nhà phát triển thứ ba có thể tiếp cận Siri một cách trực tiếp, làm cho nó hữu ích hơn. Và với Siri Shortcut thì bạn có thể thực hiện rất nhiều những hành động nhanh chóng trên iPhone và cả iPad nữa mà không cần phải thao tác gì trên màn hình. Nhưng thực sự là những cải tiến của Siri như vậy thì không cho thấy nó trở nên thông minh hơn. Siri vẫn còn kém so với trợ lý Google hay là Alexa trong khả năng trả lời các câu hỏi hoặc là thực hiện các hành động từ phía người dùng ra lệnh. Có rất nhiều những cái thiếu sót được Apple hoàn thiện và hy vọng rằng là nó sẽ trở nên thông minh hơn trong cái hệ iOS 13 sắp tới đây. Ngoài ra thì ứng dụng Mail trong iOS cũng sẽ có một cải tiến về chức năng trên iOS 13. Nó sẽ cho phép người dùng sắp xếp email của họ thành nhiều loại khác nhau và người dùng cũng có thể tìm kiếm các mục riêng biệt này hoặc là thêm bất kỳ mail nào vào danh sách đọc sau, tương tự như các ứng dụng mail của bên thứ ba cung cấp. Thứ tư đó là thiết kế lại giao diện nút điều khiển âm lượng. Người dùng Android thì vốn không bận tâm lắm về cái giao diện điều khiển âm lượng đâu bởi vì nó được thiết kế khá là ưa mắt rồi. Nhưng đối với những người dùng iOS thì nó lại hơi khó chịu bởi vì mỗi khi là bạn bấm cái nút tăng hoặc giảm âm lượng thì trên màn hình lại xuất hiện một cái ô vuông rất là to và cản trở quá trình bạn sử dụng điện thoại. Đa phần thì những chiếc điện thoại Android thể hiện âm lượng bằng một cái thanh trượt khá là nhỏ và có vẻ như Apple sẽ bắt chước thiết kế này. Táo quyết được cho là sẽ đưa vào iOS 13 thiết kế thanh trượt nằm bên cạnh trái của màn hình và nhìn nó sẽ thanh lịch hơn so với là ô vuông. Thứ năm đó là máy ảnh sẽ thông minh hơn và đa dạng hơn. Apple sẽ tiếp tục thực hiện những bước tiến lớn cho việc cải thiện về khả năng xử lý hình ảnh bằng phần mềm cho iPhone mới, nhưng rõ ràng là mọi thứ vẫn không phải ấn tượng. Không có lý do gì để chế độ chân dung của iPhone XR chỉ giới hạn ở khuôn mặt của người. Vì cùng camera đơn thì Google Pixel cũng có thể chụp chân dung với mọi chủ thể từ những thế hệ đầu tiên. Với con chip A12, lúc ra mắt đã được đánh giá là con chip hàng đầu ở thời điểm đó. Nhưng camera trên iOS thì chưa thông minh được bằng các thiết bị trên Android. Hơn thế thì Apple cần làm mới lại toàn bộ cái giao diện máy ảnh trên iOS 13. Nó đơn giản và trực quan, nhưng rõ ràng là nhàm chán và không thực sự đa dạng để có thể đáp ứng được nhu cầu của người dùng hiện nay. Ví dụ như là họ có thể thêm vào chế độ Pro chụp ảnh ban đêm hoặc là tận dụng những cái phần cứng mạnh mẽ trên iPhone và iPad chẳng hạn. Thứ sáu đó là chúng ta sẽ có một màn hình chính mới. Chưa có bản cập nhật đáng kể nào cho màn hình chính kể từ iOS 7. Giờ đây thì iPhone đã có màn hình lớn hơn rất là nhiều này, có notch và không có nút home. Sau đó thì Apple nên suy nghĩ về việc là có nên thiết kế lại toàn bộ màn hình chính của iOS hay không để có thể cải thiện được cái trải nghiệm của người dùng. Họ có thể thay thế các biểu tượng hoặc là tạo ra các biểu tượng mới hơn và cung cấp nhiều tùy biến hơn nữa. Apple thì nên cung cấp cho người dùng cái khả năng sắp xếp các biểu tượng ở vị trí theo ý thích, chứ không chỉ thế nên giới hạn theo thứ tự ở không gian phía trên màn hình. Bên cạnh đó thì iOS 13 cũng nên có màn hình chính hữu ích hơn với nhiều thông tin từ các widget. Thứ bảy đó là hỗ trợ video 4K và HDR trên YouTube. Điều này có vẻ khá là vô lý khi mà màn hình của những chiếc thiết bị đắt đỏ đến từ iPhone XS Max hay là iPad Pro vẫn chỉ có thể hiển thị video YouTube ở mức độ là 1920x1080 đấy là tối đa nhé, và hiển thị nội dung HDR. Apple thì kiên định từ chối hỗ trợ codec VP9 hoặc là cho phép các ứng dụng triển khai các codec video của riêng họ.
thậm chí là các cái trình duyệt bên thứ ba đều phải sử dụng công cụ hiển thị của Safari. Vì thế mà bạn không thể xem video ở độ phân giải cao hơn và video HDR trên iPhone hay là iPad. Mặc dù Google hay là Apple và nhiều công ty khác cũng đang nỗ lực làm việc trên codec AV1 miễn phí bản quyền để có thể thay thế cho VP9. Thế nhưng chưa biết là phải chờ đợi đến khi nào, và lúc đó thì người dùng iPhone và iPad đang bỏ lỡ gần như toàn bộ các nội dung video 4K trên Internet. Do đó thì iOS 13 sẽ cần thay đổi về cái điều này. Thứ 8 đó là đồng bộ hóa thông báo. Nếu bạn đang xài cả iPhone này, iPad và máy Mac thì bạn sẽ thích thú nếu nhận được thông báo một cách đồng bộ. Điều này đòi hỏi là Apple cần mở ra tính năng đồng bộ hóa trạng thái thông báo qua iCloud trên iOS 13. Điều này sẽ giúp trải nghiệm của người dùng trên các thiết bị của Apple trở nên hoàn thiện hơn. Ok, vậy là vừa rồi thì mình đã giới thiệu đến với các bạn một số những tính năng sẽ có thể có mặt trên iOS 13. Và bạn đánh giá sao về những tính năng này, hoặc là bạn có mong muốn Apple có thể cải thiện thêm những tính năng nào nữa, thì cùng để lại ý kiến ở phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.